Hãy chào cả nhà nha. Hôm nay mình đổi gió một chút cả nhà. Mình xuống ao nha. Thời tiết đổi gió mình cũng đổi gió luôn. Hôm nay mình sẽ ăn cái món là da cá sấu kẹp với sơ dừa chấm xì dầu. Xì dầu hay nước tương cũng vậy. Làm cái này nó mới ngon nè, tại vì mình khoái ăn này. Đó. Nên là trước tiên làm món này phải có cục nước đá cả nhà. Cái món này, ăn cái ghế ăn nó công phu dữ lắm. Cuối cùng là nó cũng bể cái nhà. Con nhỏ nhuyễn lần đầu đậm nước đá mà nhuyễn vậy luôn. Quá nhuyễn cuối cùng đang cục cho bá. Đại khái đơn giản chỉ là vậy thôi cả nhà. Cái này mình gọi là mình lát xê cho nó lạnh, nó giòn lên ăn nó ngon nha. Và để tăng cái tốc độ mà lạnh của nó lên thì mình phải chế cái này lên nha cả nhà, chế nước luôn đó. Vậy nó mới đã nè. Lâu lâu làm miếng da cá sấu ha, ăn cái món thường thường biết nó cũng thường quá ha cả nhà. Trong nước đá là mình phải dằn lên gì nè, dằn lên chút nha, thì đâu đó mình đợi khoảng 5-7 phút là nó sẽ ngon lên cả nhà ơi. Thì bây giờ cái nước đá của mình nha cả nhà, mình đã lát xê cái khổ qua này rồi, nó lạnh rồi, mình thấy vừa ăn rồi nha. Và mình ăn kèm với gì? Thịt chà bông, thịt heo chà bông nha, và cái này là nước tương cả nhà ơi. Thôi giờ hãy mời cả nhà mình nha, hôm nay mình đổi gió cũng đổi món luôn. Làm cái này, cái này mình gọi sừ sừ giống gà cá sấu nha. Mình nói gà đại này là cá sấu ăn với sơ dừa. Vậy cho nó vậy cho nó thú vị chút xíu nha. Mình kẹp chung với cái này cả nhà. Làm miếng này. Mày đại gia đình nha. Ở chung bữa nay mình ăn bóc không, toàn bộ là bóc hết nha. Nên là đeo vào tay luôn. Ngon nha, nó đắng nó giòn, nhưng mà cái này đơn giản ngon lắm. Cái này mà quất cái này mà có sĩ gũ đế nữa nè, hết sảy luôn. Tuyệt vời. Nó lạnh nó phê lắm nha cả nhà. Cái bông ớt sắm cây chứ ớt là thật sự không cây, nhưng chừng nào tha hãy nhảy cái chấm với nước là biết tới cây nha. Trời ớt bún mà không cây gì trời. Cái này đắng cả nhà, đắng nhưng mà mình ngâm đá giòn ngon. Thôi nói cùng một điều, công nhận cái gì mình ăn được chân từ khi làm YouTube tới giờ, cái xấu mà còn ăn được. Giòn khấy. Cái này mình ăn đi ủng hộ quá nhờ, nó còn ngon à. Cái hộp nó ăn tốt lắm. Có gì thuốc à. Trà cổ qua rồi kia. Mình làm thêm trái nhỏ đi, còn chút mình sẽ chuyển qua trái bự cả nhà.
ai phái ăn cái này ăn mới được thôi nè, ai phái ăn đắng đắng mới ngon. Đỉnh luôn. Cái này á thì biết nó già không phải non đâu, cho nên mình ăn có thể là ăn cái hột không nổi. Mà đây là nè, nếu mà non là ngon lắm, còn già thì như thế nào nha, vẫn còn non nữa nha. Hột vẫn non. Mà cậu hơi cứng hả? Nhận ăn lại đã đâu, cay mặn chua mà không có chua mà đắng đắng. Đúng luôn. Quá cay. Ngon thiệt. Rồi thì Hải cảm ơn cả nhà mình đã theo dõi và thưởng thức cùng Hải cái món là da cá sấu ăn với xôi dừa cả nhà, chấm xì dầu. Đơn giản và ngon cả nhà, nói chung là dân giả và nó hòa đồng với thiên nhiên lắm nha. Rồi tới đây thì Hải cảm ơn cả nhà mình đã xem video, đặc biệt là những cô chú anh chị nào mới quay ghé qua kênh Hải lần đầu em, nhớ cho Hải một đăng ký và đón xem những cái món ăn mà thú vị hơn nữa từ Hải nha. Tạm biệt cả nhà.